Chà, để hôm nay là được ổn đây mọi người nhé. Quê đây quê. Hai đứa. Hai đứa, hai đứa quê. Đây, mọi người đang ở nhà chơi mình đấy mình. Cảm ơn nhé. Ê, hôm nay là được ổn này cả bạn nhé. Ê, đây là mẹ mình. Ê, ghế phụ này cũng rất nhiều năm rồi. Ê, đây là mẹ mình các bạn. Ê, đây là... Đây là hai con, tất cả gia đình. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Đấy, xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe. Hôm nay là cùng ngày cuối cùng mình cách ly tại nhà cả bạn nhé. Đấy, thì bây giờ là cũng đang là buổi sáng sớm. Đấy là mình vừa ngủ dậy thì có điện thoại là ở trạm y tế của xã đấy, là gọi điện là nói mình là hôm nay là đi xuống test COVID. Đấy, xuống test lại lần cuối cùng để quyết định là được tiếp xúc với gia đình cũng như là những người thân và những người ngoài làng xóm láng giềng ngoài xã hội các bạn nhé. Đấy, hoặc là lại tiếp tục đi đến cách ly tập trung các bạn nhé. Đấy, nhưng mà mình cũng không muốn như vậy, nhưng mình cũng là mong rằng đấy là may mắn sẽ là âm tính, vì mấy ngày hôm nay mình ở nhà mình cũng tự té cho mình đấy, âm tính mà cùng từ Hà Nội về mình cũng âm tính các bạn nhé. Đấy là ở dưới chỗ trạm y tế là gọi điện rồi là bảo là đi xuống để test. Đấy, và bây giờ mình cũng là chuẩn bị đấy, quần áo dài dẻo các bạn nhé. Đấy, rất là ok. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đi test và cũng sẽ xuống là để thông báo về mọi người trong gia đình là mình sẽ đi test. Bây giờ vậy, đi test thì mọi người hãy ở nhà chờ kết quả của con, cũng như là cả con mình là sẽ chờ kết quả của bố các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi. Đấy, mình cũng là rất là hồi hộp các bạn. Mọi người, mình rất là hồi hộp vì hôm nay ngày cuối cùng, nếu mà dương tính đấy là người ta sẽ bắt mình đưa mình đi cách ly ở chỗ cửa lò đấy. Cửa lò là cách ly tập trung dưới đó mấy ngày thì khi nào âm tính người ta mới cho về. Còn hôm nay mà âm tính là sẽ được về luôn, tiếp xúc với gia đình. Đấy, mình cũng là mong chờ ngày này rất là lâu rồi. Đấy, mong chờ từ hôm đặt chân xuống sân bay Nội Bài ở Hà Nội đấy, là mong chờ cái ngày quyết định là để về được gần gũi bên gia đình. Đấy, trước tiên là gia đình rồi đến người thân, rồi cũng như hàng xóm láng giềng và những người thân ở ngoài, các bạn bè đấy, rất là nhiều. Đấy, rất là mong chờ vì đi cũng lâu rồi. Hôm nay ngày quyết định mình cũng rất là hồi hộp, thì bây giờ để mình đi test các bạn nhé. Đấy, mình quá trình đi mình cũng sẽ quay cho tất cả mọi người xem luôn. Đấy. À quên, mình cũng sẽ mang thêm những cái que thử, que test đấy, mà mình mang đi xuống luôn để bảo người ta quét test thêm nhiều lần cho mình. Đấy, mình sẽ mang đi 2-3 que mọi người nhé, để test cho chắc chắn luôn. Đây mình cầm đây, bây giờ mình sẽ đi các bạn nhé. Đấy, ngày hôm nay là rất là vừa hồi hộp vừa rất vui, cảm xúc rất là khó tả. Này. Bây giờ sẽ đi xuống nhà. Mẹ mình đi ra giữa bộ mình, thế bây giờ để con đi xuống tẹt đấy. Con này đi xuống tẹt cho an tâm rồi về. Đấy. Nói chung hôm nay cũng không có gì ấm tĩnh nè mọi người nhé. Đấy, mình sẽ đi bằng chiếc xe huyền thoại này các bạn nhé. Đấy, xe Dream. Đấy các bạn ạ, đấy, đi lâu quá mà về bây giờ chó cũng không nhận ra mình luôn. Đấy, từ hôm về giờ nó chưa xuống nhà các bạn, hôm nay nó xuống để đi đấy. Đấy, nhưng mà máy là chó nó xích lại rồi. Đấy, cũng không nhận ra mình luôn. Đấy, đi đến mức độ mà về là chó cũng sợ mình ấy. À,
Đấy là con trai mình cả bạn nhé, vừa ngủ dậy. Bé gái đâu đã đi học. Ở nhà nhá, bố để bố đi tét nhá, tí nữa bố về nhá. Đi vào ăn sáng đi. Đấy, qua trẻ bỏ ông giỏi cả bạn. Đấy, vậy cho hành trình đi. Chiếc Dream. Dừ các bạn, không nhận ra mình. Tưởng mình ăn trộm xe. Quên đôi mù các bạn ạ. Về nhà đi xe máy là phải đội mù các bạn nhé, không phải chấp hành giao thông. Để trạm y tế đây các bạn nhé. Dạ. Em đến tết chưa ạ? Có thằng gọi chi gọi cho em nhủ xuống. Dạ.
Em ở châu Phi về chị ạ? Em về nhà một tuần rồi. Bên đây ngay thứ 6 rưỡi chị ạ. Không. Em có biểu hiện gì không? À em á? Ừ. Không, em từ ở Hà Nội cách ly 10 ngày rồi. À cách ly tại Hà Nội 10 ngày. 10 ngày thì em về nhà đây cùng 10 ngày mà em ở nhà cứ test thường xuyên mà, ngày em test ngày 1 mà. Dạ em về nhà từ test ngày 1 đấy, mấy em mua cái này nhiều. Đi từ ngoài Hà Nội test 4-5 lần. Tết hai cái cho chắc ăn chị ạ. Ăn có lá về à? Dạ mình ăn có lá về. Bây giờ chờ kết quả mà nghe. Đây mọi người nhé, chắc là âm tính rồi đấy. Của em bên đây chị ạ? Biết rồi, của em bên niềm khăn đi vào nhà niềm khăn đi lại. Có việc dạy gì không chị? Hả? Có cần việc dạy cái gì không? Không, cô em đã tẹt xuống chứ. Khăn đi nhà. Rồi đi về, đi ra ngoài là cái gì? Có phải phạt việc chứ không? Dạ em... Ba làm cho tiếm đủ mùi rồi. Dạ em tiêm đủ 2 mũi vaccine của anh đấy. Mà về Hà Nội cách ly 10 ngày, mà về đến nhà em cách ly 7 ngày đấy. Đây được rồi, đủ đến em ạ. Nhưng về nhà em mà cảm thấy không nữa thì em mà thỉnh thoảng em tẹt thì lại là việc của em nhá. Dạ, dạ, dạ. Dạ, em chào hai chị ạ, em về đó. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ, dạ. Đấy các bạn nhá, hôm nay là
đấy các bạn nhé, hôm nay là bắt đầu là chính thức được tiếp xúc với xã hội các bạn nhé. Đấy, hôm nay đi test ở bộ trạm y tế là đã được trạm y tế là công nhận là được ra ngoài tiếp xúc với xã hội cũng như là gia đình. Đấy, bây giờ mình về thông gọi là tin vui với gia đình, bố mẹ cũng như vợ và con gái, con trai con gái mình thì chắc là mọi người vui lắm đấy. Thì bây giờ không biết về là như thế nào, bây giờ vào ốm ai trước đấy là như thế nào đấy, mình rất là vui các bạn đấy. Nói chung hôm nay là chính thức được tiếp gọi là hết cách ly các bạn nhé, hết cách ly với xã hội cũng như là tất cả mọi người đấy. Thì bây giờ nói chung là cảm xúc rất là khó tả các bạn đấy. Bây giờ về là nói chung là mọi việc là muốn đi thăm ai thì nói chung bây giờ mình về đi đâu thì mình cũng phải bịt khẩu trang để giữ cho mọi người. Mặc dù mình là xét nghiệm rất nhiều lần là âm tính rồi, cũng như hôm nay là ngày cuối cùng là đến trạm y tế của địa phương đấy, test là cùng một vạch đấy, mình cũng quay cho mọi người xem đấy là âm tính rồi đấy. Thì bây giờ là sẽ đi về các bạn nhé. Ngày hôm nay là cảm xúc rất vui không khó tả lắm. Cái xe này là xe ngày xưa, đấy, bây giờ đi về đến nhà mình sẽ quay cho tất cả mọi người xem nhé. Đấy. Đấy mọi người ạ, về đến nhà rồi, bây giờ vào cũng rất hồi hộp. Vào nhà hôm nay là bây giờ vào là được ôm bố mẹ ấy, con cái mình này các bạn nhé. Đấy, sau bao ngày chờ đợi đấy, bây giờ mình sẽ đi vào nhà luôn. Đấy, cho nó nóng sốt không chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Đấy, về đến nhà rồi mọi người nhé. Đấy, bố mẹ mình là cũng như tất cả gia đình là đang chờ đón mình ở đó này các bạn nhé. Đấy. Dạ, yeah, đấy, hôm nay được ổn đây mọi người nhé. Ổn đây, đấy. Hai đứa. Đây, mọi người đang ở nhà chơi mình đấy mọi người. Đấy, bây giờ mình cũng là tháo khẩu trang mình mù ra đó mọi người nhé. Đấy. Đó, thế hai chị em ngồi xuống đây bộ thớm không? Đấy, lâu lắm rồi các bạn nhé. Đấy, giây phút này là đấy, chủ về là rất là nhớ mọi người cũng như con cái. Có nhà hai chị em có nhà bố không? Dạ có. Chị thường thấy không? Bố xấu người mà. Vậy chào mọi người đi. Chào mọi người. Em tên gì? Em tên là Hải. Em tham gia lớp 2B. Là trường tiểu học và trung học cơ sở Long Xá. Vậy? Nhìn vào đây này thì mọi người biết đấy. Cơ sở Lăng Xá. Đấy, thôi bây giờ là đi vào nhà các bạn nhé. Đấy là bố mẹ mình đây này. Đấy, hôm nay là được ở đây các bạn nhé. Đấy, đây là mẹ mình. Đấy, giới phụ này cũng rất nhiều năm rồi. Đấy là mẹ mình các bạn nhé. Đấy, đấy là bên đây là bà xã mình. Đấy là vợ mình các bạn nhé. Cũng như là bố mình đấy. Đấy. Mình các bạn nhé. Em mọi người nhìn thấy bộ con có giọng nhau nè. Đấy, em trai mình còn giọng bên nữa này. Đấy, con đi tẹt về thôi. Đấy, ấm tĩnh đấy. Bây giờ hôm nay tới cái xã hội đấy là đấy, vợ mình các bạn nhé. Đấy. Đấy là hai con của tất cả gia đình. Thì hôm nay ta chụp bộ ảnh không? Này không có ai chụp ảnh hay. Đấy, không có ai chụp cho gia đình mình buổi này. Đấy. Đây là đầy đủ ấy. Từ ngày hôm nay là mình là được hòa nhập về, gọi là được gần gũi bên gia đình cũng như các con này mọi người nhé. Đấy.
nhìn bố là hay nhìn bố kiểu là các bạn này. Đấy, là bố đi lâu quá. Có hạt bố hay là chủ mô đấy. Đấy. Mới cả nhà bốn cơm. Đấy, bây giờ cũng là gần trưa đấy các bạn nhé. Lâu rồi. Mấy năm bao nhiêu năm giờ ngồi được chung mâm cơm. Đấy, lâu rồi các bạn đó. Là mẹ mình. Đấy. Bây giờ cơm đang. Đây, bây giờ trong nhà là nhà mình đấy các bạn nhé. Đây. Nhà mình là nhà cùng thông báo mọi người là nhà mình là bố mình làm mộc. Đấy, làm thợ mộc. Mình từ nhỏ lớn là cùng làm một thợ mộc đấy các bạn nhé. Đấy. Cơm này. Đấy, cùng đói bụng. Đấy. Thơm là xem có món gì nè. Hải Yên, Hải Nam mình đi nấu món gì cho bố đâu. Mẹ nấu món gì cho bố đâu. Mẹ với ba. Quên thì thảo dè thảo diệt chứ các bạn. Đi về quên mất. Vui mừng quá đi. Về nhà rất lành các bạn ạ. Vừa đi về đấy, chạy xe máy cũng đường dài đấy. Cái này là bông chứ? Ừ. Tụi đi dính ngủ với ông nội chứ. À, tụi đây, hai chị em ngủ với ai? Hai chị em có tụi nó ngủ hả? Con ngủ với bố cả mẹ. Phải ngủ với ông chứ. Không, không. Ngủ với ông nội chứ. Ngồi bố để ốm, bố có hạnh nội lắm á. Hả? À. Nói chơi bộ về để trăm cái giá của bộ à. Đấy, ngay trước các gọi điện là cũng nói là chơi bộ về là con muốn bộ về là để trăm cái giá của bộ. Đấy là bữa cơm gia đình sau rất nhiều năm các bạn nhé. Rất là tình gọi là quá hạnh phúc với mình các bạn. Từ hôm nay để đi là đấy, được gần gũi tất cả mọi người. Cơm đơn giản. Đấy, bây giờ là cũng là bắt đầu bữa cơm này, thì mời tất cả mọi người đó ăn cơm đấy. Mời mọi người ăn cơm đi, hay. Mời mọi người ăn cơm. Mời mọi người ăn cơm. Về nhà thì đấy, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ cánh rau muộn đấy, nhớ cà dâm tướng, nhưng mà hôm nay chưa chưa có cà, cà muối chưa chín các bạn ạ. Đấy, thì rồi bây giờ để mình cùng gia đình ăn bữa cơm gọi là sum vầy các bạn nhé. Thì hẹn ngày mai mình sẽ đi đến thăm anh em trong team đấy, và cũng như đi thăm ông bà nội, ông bà ngoại, đây là chúng thăm người thân đấy. Từ hôm về giờ người thân là cùng biết mình về rồi, nhưng mà cũng chưa đi thăm được, mình cũng nói là phải cách ly đấy, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người đấy. Thì từ ngày mai bắt đầu mình sẽ không, ngày mai mình bắt đầu đi khám được các bạn nhé. Đấy, đi khám về bệnh dạ dày của mình đấy. Đấy là sẽ tiếp tục đi thăm người thân. Đấy, chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người.